À, xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách mà chúng ta cài cái indicator và các cái template vào trong cái phần mềm MetaTrader 4. Thì trước tiên, sau khi các bạn đã cài đặt được cái phần mềm nó vào trong máy tính của mình rồi, mình khởi động lên thì có thể là bạn sẽ thấy được cái giao diện nó giống vậy. Ví dụ như nó xuất hiện đây rất là nhiều, ví dụ như sao đây này. Cái bảng này gọi là Market Watch, muốn xuất hiện cái này thì chúng ta vào trong View. Chúng ta chọn Market Watch thì nó xuất hiện các bảng nó lên à, hoặc là chúng ta bấm vào đó biểu tượng này, mũi tên lên xuống này thì đây chính là cái Market Watch. Bây giờ ở đây khu vực này là khu vực để hiển thị được cái đồ thị, mà bây giờ ở đây là nó trống trơn. Thì bây giờ bằng cách là chúng ta trước tiên đó thì chúng ta vào trong cái Market Watch này, chúng ta chọn chuột phải, chúng ta bấm ẩn hết đi, ẩn hết đi, ở đây nó ẩn hết rồi. Bây giờ cái bước kế tiếp là chúng ta lại làm một lần nữa là chúng ta bấm chuột phải, chúng ta chọn là cái phần symbol. Bây giờ chúng ta sẽ cho hiển thị những sản phẩm mà chúng ta cần quan tâm mà thôi. Thí dụ như ở đây chúng ta quan tâm sản phẩm vàng thì chúng ta chỉ cần là chọn vàng trong phần metal đây, double click vô đây, nó vàng nó sáng lên như vậy thì nó ra được rồi đó. Thì trong Market Watch sẽ xuất hiện cái sản phẩm vàng. Bây giờ ở mình muốn mà cái sản phẩm vàng này xuất hiện ở đầu bên đồ thị bên đây thì chúng ta chỉ cần đưa chuột vô ngay sản phẩm vàng, chúng ta bấm chuột phải, chúng ta chọn chặt window. Đó, thì ở đây nó sẽ ra được cái cửa sổ này. Thì cửa sổ này nó chưa có đầy màn hình thì chúng ta bấm vào trong cái nút boom này ra, nó đầy màn hình. Đó, đây là cái sản phẩm vàng. Nhưng mà bây giờ với cái đồ thị như thế này chúng ta nhìn không được đẹp lắm ha. Không được đẹp lắm. Ví dụ như mà mô hình này, sử dụng biểu đồ nến đi, phóng lớn đi, thì nó cái nền nó màu đen, cái nến nó xanh nhánh trắng thì nó cũng không có được đẹp lắm. Do đó tôi muốn cài một số cái indicator vào để cho nó đẹp, cho nó dễ dễ thấy được. Thì để làm được điều này thì chúng ta phải mở cái thư mục ra. Trước tiên để làm được điều này thì chúng ta phải có hai cái tập tin. Thứ nhất là tập tin indicator và tập tin template. Từ đây, đây là tập tin indicator và tập tin template. Thì để có thể là có hai cái tập tin này thì các bạn phải download hai cái tập tin này về từ ở cái website đầu tư tại nhà.com. Ví dụ như các bạn vào trong website đầu tư tại nhà.com đây đó. À, bạn về website đầu tư tại nhà.com, bạn mới kéo chuột xuống, bạn sẽ chọn vào trong cái phần là phần mềm giao dịch MT4 này đây, lấy vào đây đó. Sau đó bạn chọn vào trong phần indicator lớp cơ bản, chọn đây. Thì trong phần indicator lớp cơ bản này nó có một đường link, bạn click vào đây để bạn download hai cái tập tin indicator đó về ha. Đó, thì ví dụ như tôi click vào đây đi thì nó sẽ xuất hiện cái hai cái tập tin đó. Nó xuất hiện hai tập tin này. Thì bây giờ cái việc còn lại là chúng ta đao hai cái tập tin này về máy. Còn tôi thì tôi đã đao về máy rồi. Các bạn có thể thực hiện việc đó. Bạn đao về máy thì tôi đây hiện giờ tôi có hai cái tập tin. Tập tin indicator tài chính cơ bản và tập tin template cơ bản. Bây giờ tôi phải giải nén nó ra thì tôi đưa cái chuột vào trong cái tập tin là indicator tài chính cơ bản này. Tôi bấm chuột phải, tôi chọn extract here. Giải nén ra. Đó. Thì như vậy tập tin giải nén của tập tin tài chính cơ bản nằm ở đây. Tôi lại tiếp tục đưa chuột tập tin là template tài chính cơ bản này, tôi bấm chuột phải và chọn extract here. Thì chúng tôi đã giải nén lên cái tập tin tài chính cơ bản. Thì bây giờ cái việc là còn lại là chúng ta phải chép hai cái tập tin này vào trong cái phần mềm MetaTrader 4 này để chúng ta có thể tích hợp các cái tiện ích vào đây. Thì bây giờ trước tiên là chúng ta cài indicator, chúng ta vào đây, click vào đây. Sau đó chúng ta chọn phím Ctrl với phím chữ A trên bàn phím, Ctrl với chữ A đồng thời một lúc. Đó. Chúng ta đã chọn tất cả. Sau đó chúng ta đưa chuột vào bất cứ cái đối tượng nào ở trong cái nhóm đã được chọn này, bấm chuột phải. Chúng ta chọn copy. Kế tiếp đó, chúng ta vào trong cái phần mềm MetaTrader 4 này đây. Chúng ta chọn vào trong cái phần file và chọn trong cái phần là Open Data Folder. Trong cái bên Data Folder này, chúng ta chọn vô trong cái thư mục là MQL4 này đây. Trong thư mục MQL4 là chúng ta chọn vào thư mục là Indicator. Trong thư mục Indicator này chúng ta đưa chuột vào khoảng vùng trống chẳng hạn, chúng ta bấm chuột phải, chúng ta chọn là Paste, tự dán ra.
nó hỏi là tất cả các thông tin này là nếu có trùng khớp với trùng thì sao, mình có bấm check và bấm Z đi, nó sẽ nói lại tất cả thông tin cũ và mới với nhau. Chọn luôn, mình chấm lại copy and replay luôn. Rồi, xong. Chúng ta lại làm một lần nữa, chúng ta ra ngoài cái thư mục My Document. Nãy chúng ta đã giải nén cái tập tin là template tài chính cơ bản này đây. Thì bây giờ chúng ta lại vào trong cái thư mục giải nén này đây, chúng ta lấy vào đây. Chúng ta copy cái tập tin là cái statistics này, cái template này đây, chúng ta chọn copy. Chúng ta lại tiếp tục đi ra ngoài cái phần mềm MetaTrader 4 này, chọn vô file. Chúng ta chọn ở bên data folder. Sau đó chúng ta vào trong cái phần template này đây. Chúng ta đưa vào chuột vào vùng trống, bấm chuột phải, chọn paste. Rồi xong. Sau đó chúng ta đóng cái thư mục này lại. Chúng ta đóng luôn cái phần mềm MetaTrader 4 này lại luôn. MetaTrader 4 lại luôn. Đóng là hết. Có nghĩa là giống như chúng ta đã reset lại cái phần mềm MetaTrader 4 này, sau đó chúng ta khởi động lại. Thì bây giờ cái giao diện của nó vẫn chưa có gì thay đổi cả. Bây giờ với cái giao diện này là nó chưa có đẹp, chúng ta phải trau chuốt cái template, cái giao diện mới này ra. Thì chúng ta chọn vào trong cái phần template, chúng ta chọn cái candlestick, đây là chính là cái template mà chúng ta mới cài vào tức thì đấy. Chúng ta chọn vào đây thì lúc này đây là cái giao diện rất là đẹp, giao diện nó đẹp, nến màu đỏ là nến giảm, nến xanh là nến trắng, cái nền màu trắng thế này thì chúng ta dễ theo dõi và phân tích giá. Chúc các bạn thực hiện thành công, xin chào tạm biệt.